Giới thiệu quán bún mẹt ở Sơn Tây. Quán bún mẹt chả này. Chuyên bún mẹt. Ngon chưa? Rau sống này. Giả cây. Một mẹt đa hai nước ngọt với cả một suất bún chả nhá. Ngon không? Quay né quảng cáo cho bác. Chưa có rau sống à? Đây tôm nhá. Đây là nước chấm nữa. Nước chấm. Bao gồm này, bún con này, sợi bún rất ngon nha, thịt nướng này, thịt nướng xiên nhá, nướng xiên rất ngon, chả băm này, chả băm rất ngon, chân giò luộc, chân giò luộc, đây này chả miếng nhá, rồi này. Rồi, ngon không? Đây. Thịt lợn nướng này. Đấy. Da dày nhé. Da dày. Lòng. Lòng. Nem. Đấy, nem. Đậu rán. Rán rất là ngon. Đây miếng chả ngon tuyệt vời luôn. Rau sống ngon tuyệt vời. Đấy, thêm một món giả cầy nhé. Giả cầy rất ngon. Đấy, giả cầy. Đấy, chân giò. Ok, ngon tuyệt vời luôn. Đây nước chấm nem nhé. Còn đây là mắm tôm chưng chấm. Chấm dồi với cả đậu với cả bún nhá. Đấy, thử nhé. Đấy, thử dồi chưa? Tuyệt vời. Dồi, ngon lắm. Mình chấm đây nhá. Em có thích quay không? Không. Trong này soi da lại sáng hơn nhỉ? Là cô để có người mà ông mình chiên.
Đây, thử món dồi nhé, món dồi, dồi nướng này. Dồi nướng ngon tuyệt vời nhé. Đấy, cho một tí này, cho một tí nước mắm tôm. Rất là ngon. Để dọc trong thì nướng ra, có thể chấm vào nước chả, nước rau sống này. Cái miếng chả xiên nhé, chả xiên que không là nướng than rất ngon, rất ngon. Dừng dừng cũng dạo dày chấm tuyệt vời. Đâu. Giò gân giòn gân củ mấy bây giờ để hết đây ăn nhé. Máy quay trong thì ra bị sáng hơn. Em quay anh nhỉ, anh thử thức nó dạng cái ác ác hết đi. Ăn này anh cảm nhận vẫn mềm, vẫn là vừa mặn mặn mồm. Ngon ngon tuyệt vời, nước này ngon thế nào. Đâu, không đỏ đâu. Đây này. Nhanh.
Một vài củ nghệ này thịt rất là mềm, gân giòn, béo béo ngậy ngậy, ăn rất sướng luôn, tuyệt vời. Mẹt một ban thổ hai ngon tuyệt vời. Ngon tuyệt vời luôn. Đây nha, chấm nước. Nước này hơi béo. Nè, ăn xong rồi còn có kẹo chanh tráng miệng. Ăn bằng tôm theo chanh trắng miệng nhé. Xong rồi. Mọi người xem video nhớ ấn vào đăng ký để theo dõi mình tiếp tục phát các video khác nhé. Xin cảm ơn cả nhà.